Hello anh Giai. Lại là mày à? Về, trả hết nợ đi ạ, chơi tiếp nhá. Nạp cho em mấy năm anh nhớ. Dạ vâng à. Bật mấy năm cho thượng đế mày. Làm tí game nào. Thằng Hiếu đâu? Bác đi đâu đấy à? Thằng Hiếu có ở chỗ mày không? Bác buồn cười nhỉ. Nó đến đây chơi cho con đánh thêm. Giai, chúng mày tuổi tôm. Bỏ cái tay ra. Dạ. Mày có bỏ ra không? Nó trốn ở đâu? Cháu đã bảo nó không chơi ở quán nhà cháu mà đi. Trốn bằng rời con ạ. Mới sáng sớm mở hàng ám quỷ. Mày chạy đi đâu? À mẹ. Mày trốn tao đi chơi điện tử bao nhiêu lần rồi? Mà sao mẹ cứ bắt con vào đường cùng ấy nhở? Con học lớp 7 rồi, con phải có quyền tự quyết chứ. Còn gì chăn trối nữa không? Đã thế hôm nay con không sợ mẹ nữa. Mưu đồ tạo phản à? Mày có gì để cản mẹ nào? Mẹ quên là con có gen của dòng tộc mình à? Con đã bảo rồi, tất cả vũ khí của mẹ đều vô dụng.